trả các bản tin nhanh 24/7. Mua dâm Hasanet gần ngay smartphone gần 3 triệu đồng. Chào mừng năm học mới từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 31 tháng 10. Yamaha Motor Việt Nam thực hiện cái chương trình khuyến mãi rước Sanet trên Samsung Galaxy C2 Ring với mong muốn đồng hành cùng các bạn sinh viên trong cái đời sống giảng đường đầy sống sao động. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2007, khách hàng mua xe Sanet sẽ nhận được ngay cái điện thoại Samsung Galaxy C2 Ring chính hãng, mức giá là gần 3 triệu đồng. Tất cả khách hàng khi mua xe Sanet tại các đại lý Yamaha Thao trên toàn quốc đều được hưởng chương trình khuyến mãi này. Xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 8 năm 2006, Sanet là mẫu xe hướng tới cái sự trẻ trung và năng động. Thiết kế thời thượng kết hợp cùng với những tính năng hiện đại đi cùng với động cơ Duro 125cc thế hệ mới nhất giúp cho Sanet trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho các bạn trẻ và các bạn sinh viên trên những chặng đường đến giảng đường hay đi làm thêm hay đi chơi. Khách hàng có thể lựa chọn những phiên bản khác nhau của dòng Sanet để phù hợp với phong cách riêng của mình. Những phiên bản bao gồm Sanet Standard, Sanet Duress, Sanet Premium, Sanet Limited v.v. Tất cả các phiên bản đều có mức giá đề xuất 28 triệu đồng và được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 30.000 km. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.